Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà vườn của anh Út ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để giao lưu mai thành phẩm chơi Tết năm 2022. Mời quý vị và các bạn theo dõi nha. Dạ, xin chào anh Út ạ. À, kính chào tất cả anh chị em gần xa. Hôm nay tiếp tục em lên clip tiếp theo. Thì hôm nay thì clip này thì gồm có mai bonsai mini và tàn lớn. Thì hôm nay thì cũng trong cái clip vừa rồi và những clip vừa qua thì rất cảm ơn tất cả các anh em gần xa ủng hộ, ít hay nhiều thì anh em cũng ủng hộ. Hôm nay thì em lên tiếp tục là lô này là có dảo và Phú Tân và dảo Thủ Đức Hột. Thì xin giao lưu với anh em hôm nay clip tiếp theo thì rất mong anh em tiếp tục ủng hộ. Số điện thoại của em là 0974123578. Dạ, anh nói thêm về cái chương trình ship à? Chương trình ship thì em sẽ ship 200 km, ship bằng xe thùng. Dạ, miễn phí ha. Miễn phí ship 200 km. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, mời quý vị và các bạn theo dõi cây đầu tiên nha. Bonsai mini ha. Dạ. Đây. Cây này đang nằm ở chỗ 4. Chỗ 4. Lô nhỏ này, lô mini này thì nằm ở chỗ 4. Dạ. Cây này là dảo Thủ Đức. Dảo Thủ Đức này em ghép 3 mùa rồi nha. Cây này đế rất là đẹp. Đấy. Đế rất đẹp, dáng nằm. Em đo quanh luôn đi. Quanh đây là 16. Dạ. Dạ. Chậu đang nằm chậu 4 nha anh. Nụ là dày, cứng nụ hết. Dạ. Dạ. Vì an tâm phần nụ ha. Dạ. Tàn chỉnh sửa nha. Tàn chỉnh sửa hết. Tán ngang của em nó là 88. Chiều cao miên chậu lên là 77. Cây số 1 này em vô lưu 2,7 triệu. 2,7 triệu. Dạ. Rồi, em mời cây tiếp theo. Cây tiếp theo, cây này cũng là dảo Thủ Đức. Đây là một lô luôn anh? À, một lô luôn. Lô gì anh có nhiều không? Lô này em có 15 cây. À, 15 cây như dạ. Thế này quý vị. Đây. Cây nào cũng có đế đẹp hết. Đế đẹp. Lựa đế đẹp. 3 mùa liền cốt, liền cành hết trơn à. Chi bằng ngón tay chỏ. Ghép 3 mùa nha. Dạ. Rồi, đo giùm em cái hoành thân. Đọc giùm em cũng được. Quanh thân của em nó là 17. Khó thấy quá vậy. Dạ. Quá trời cái tàn. Tàn quá bự. À. Không có chèn càm vô được. Tàn ngang của nó là 95. Rồi. Chiều cao miệng chậu đi lên là cũng 77. Đây. Tàn chỉnh sửa tròn. Cây sau cây số 2 em yêu lưu 2,6 triệu. 2,6 triệu cây số 2 nha. Dạ. Cây rồi số, em qua cây số 3. Cây số 3, cây số 3 này cũng dảo Thủ Đức. Dảo Thủ Đức em cũng ghép 3 mùa, nói chung là lô này em ghép 3 mùa hết. Đã chia đã sửa rồi thì cây này về lật lá và tháo dây ra là được. Nụ này thôi rồi anh nói anh là biết chơi cây dảo Thủ Đức đó, bông dữ lắm. Nụ là mỗi phát. Dạ anh cứ đo cho thông số giùm em đi. Thông số đây là 18. 18 cái gì vậy? Dạ. Vì thông cảm mà ông ha, em không có chen cái camera như được. Cái tàn sát dữ. Đây ngang là 1 mét. Tin tưởng anh Út ha. Chiều cao của nó là 83. Rồi, báo giá luôn. Cây số 3 này em giao lưu 2,8 triệu. 2,8 triệu. Dạ. Em xem cái hướng bên này nha. Đó. Vì xem hay đã ha. Rồi, qua cây tiếp theo. Mã cây số 4. 4. Cây số 4 này là dảo Phú Tân. Ách. Phú Tân này cũng ghép 3 mùa hết. Hồi nãy là dảo Thủ Đức, còn này dảo Phú Tân ha. Cái này Phú Tân.
hoành của nó là vị trí này là 22. 22. Cũng dáng siêu như thế này. Cũng dáng nằm nằm không ạ. Tán ngang nó là cũng 1 mét. Tán ngang 1 mét. Chiều cao mà chậu lên là cũng 98. Rồi, cho em coi cái hướng bên đây khác. Đây, bên này nha. Đó. Rồi. Cây số 4 em giao lưu 3 triệu mốt. 3 triệu mốt nha. Dạ. Xếp chậu em luôn ha. Em bao xếp 200 km, em bao chậu luôn. Rồi, xếp chậu luôn. Luôn. Chậu dạ. Đẹp nha. Còn nếu mà anh em có mua hết lô thì em tính giá khác. Cái lô chậu tròn tròn này là mấy cây anh? Lô tròn tròn này nói chung là lô giảo mini, ý mà mini này là 15 chậu. À cũng 15 luôn. Vị nào có mua giá giá sỉ thì liên hệ anh Út nha, có giá sỉ luôn. Rất là quái quái cái đuôi đuôi thế này. Nguyên lô luôn. Để cái quái. Đó, chỉnh sửa. Rồi, cho em thông số luôn anh. Thông số ở đâu ở trên đây là 17. 17. 17. Rồi trên đó đó nghe. Dạ, trên này là 17, còn dưới này nó to hơn. Rồi chỗ này. Tàng ngang nó là 1m04. Chiều cao miên chậu đi lên là cũng bên này là cũng 94. Cây số 5 này em giao lưu 2.9 triệu. 2.9 triệu cái gì vậy? Dạ. Này cũng giảo Phú Tân nha. Giảo Phú Tân anh chị cũng biết rồi đó. Bông dữ lắm. Nụ rồi cũng là cứng cây chân á. Rồi em mời cây tiếp theo. Cây số 6. Cây số 6 này cốt bự. Dạ anh đo đi. Anh cứ đo đi. Số 6 vị trí này là 25. Dạ. 25. Rồi. Tàng ngang của nó là 88. Chiều cao miên chậu lên là 98. Dạ không có bàn xoay á, em gán xoay cho quý vị hai hướng nha, hai bên này. Đó. Ồ, chá dữ. À, cái gì gắn xem em cái đế nha. Đó, cây này cũng giảo Phú Tân. Giảo Phú Tân luôn, nguyên lô. Tân luôn. Cây này. À nó là chậu chậu bát giác. Chậu số 4. Chậu bát giác số 4 là điều, chậu 4 lọt lòng. Là đều Phú Tân hết. Phú Tân hết. À. Chậu bát giác là Phú Tân hết. 15 cây giống như vậy quý vị. Dạ. Cây số 6 này em giao lưu 3.2 triệu. 3 triệu 2 luôn. Xếp. Mình xếp 200 km nha. Rồi, cái số 7. Cái tiếp theo. Cái số 7 này cũng Phú Tân luôn. Số 7 này nằm cũng quái quái lắm. Đếp đã lắm. Tổng số đây là 15. 15. Dạ, là cổ đó nha, còn cũ này bự. Cũ này tới tới 20 lắm. Dạ. Cây này thì em ghép 3 mùa hết á. Lượt 1. Xem hướng bên đây nha. Cây này tàn rất là to, nụ rất là nhiều. Tán ngang của cây là 1m03. Chiều cao của cây là 95. Cây số 3, cây số 7 em giao lưu 2.8 triệu. 2.8 triệu. Dạ. Và số 7 giảo Phú Tân với giảo Phú Đức anh chị biết rồi đó. Nụ là nhiều, bông nở là chắc lội. Đọc cái số lại giùm em anh ạ. Số điện thoại em là 0974123578. Dạ. Tiếp theo. Cây số 8. Anh Út ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quý vị ơi. Cây số 8 này thì cốt to. Tiếp tục luôn, một cây giảo Phú Tân. Đế này cũng đẹp.
phủ bên kia. Hai mươi lăm. Nãy giờ mới thấy được số đầu tiên đó. Đây này cũng dạo khu Tân, bề ngang là 1m06. Chiều cao của nó là 87. Dán bên đây nè quý vị. Cây số 8 này em giao lưu 3.3 triệu. 3.3 triệu luôn. Dạ. Ok, mai ghép. Đây là bông nụ này là ok hết trơn rồi. Khỏi lo chi hết, em về cứ tưới nước. Cũng gần tới lặt lá rồi. Tưới nước rồi là lặt lá, tháo dây là chân Tết. Rồi, em mời cây kế bên lục. Tiếp theo. Cây số 9 cũng là phú tân. Này, cốt nhỏ. Cốt nhỏ nhưng mà tàn dữ. Nhìn cái tướng nó nằm rất là đẹp. Đúng rồi, dở vậy nè. Trời, không có tay đó quý vị. Đó. Tướng rất là đẹp ha. Nhìn cái này không ra. Để qua nè, em qua bên đây kìa. Đây nè, đó. Dạ, tướng rất là đẹp. Mà số 9 nha. Nhỏ mà tướng đẹp. Rồi đo giùm em anh đi. Ghép 3 mùa nha quý vị. Quạnh này chắc là 10 mấy à. Quạnh 16. Quạnh 16. Dạ. Mà tàn bự. Tàn dữ lắm, nụ dữ. Bề ngang là 1m. Thẳng ngang của nó là 1m. Chiều cao nó là 90. Rồi, giao lưu sao? Cây số 9 em giao lưu 2 triệu 9. 2 triệu 9 mã số 9 nha. Dạ. Rồi, em mời cây tiếp theo. Cây số 10. Cây kế bên luôn. Cây số 10 em có một cặp trong cái chậu ly. Cây này về anh em không chơi chậu đó thì hai chậu ly cũng để rất là đẹp hơn cái chậu kia. Chậu ly giờ khó kiếm quá. Mà nó mắc nữa. Cây này cũng dạo phú tân luôn. Dạo phú tân. Cây này thì cốt lớn. Chật. Khoan nè, để nguyên nè, em coi số cái. Rồi đo đi. Đó, em đo trên này nha. Rồi. Này 23. Rồi. Ngang của nó là 1m02. Rồi. Cao miệng chậu đi lên là 98. Để em xem vòng một cái nha. Dạ. Đợi chút. Cái cây số 10 em giao lưu 3.3 triệu. Dì gắn xe dùm em ha. Đó. Được cây này cao cao em mới đi xong xe dòng được. Bây giờ xem nụ nha. Nụ và cây nào cũng chát hết trơn. Nụ to hả? Không, khỏi là phải lo bộ nụ. Bộ xương cũng khỏi phải lo bộ xương. Về lặt lá là chơi luôn. Về lặt lá là lụm mà. Nụ to to tròn. Toàn chỉnh sửa đẹp. Dạ. Rồi một cây giống vậy luôn ha. Cây giống vậy luôn. Một cặp đó. Rồi một cặp hay là con nhiều hơn anh? Cặp. Cặp thôi ha. Cái này dạ. Chỉ có một cặp thôi quý vị. Dạ. Nó cao nó cũng bằng nhau. Tàn nó cũng bằng nhau. Cây nó cũng bằng nhau. Nhưng mà con cái là thoát thân hơi thấp hơn chút. Đó. Rồi đó luôn. Hoành là 24. 24, lớn hơn chút. Rồi, ta tán ngang vậy mẹ. Em xem hướng bên đây. Tán ngang nó là 98. Gán giặt lên cho quý vị xem. Đó. Cao nó là 96. Cây này cũng cây 11 em muốn giao lưu 3.3 triệu luôn. 3.3 triệu luôn. Dạ. Dạo phú tăng chỉnh sửa. Rồi, ảnh có một cặp như thế này quý vị. Dạ. Quý vị nào có thích dạ, cây hai cây giống nhau ha. Cặp. Dạ. Liên hệ với anh Út. Đọc số lại anh Út ơi. Số điện thoại của em là 0974123578. Dạ. Rồi, em mời cây tiếp theo. Bên đây. Rồi, mình sẽ qua miếng giường bên kia.
cây 12. Cây em qua đây mới được, qua đây mới được. 12 tăng lớn. Mã số 12. Đợi em tí nha, khoan nhìn cái tổng cái. Đợi em tí nha. Nó vừa sáng nó vừa chói, nó vừa gắn nhìn em nha. Để tối thì nó kỳ mà sáng thì nó hơi chói. Rồi, cái gì nhìn ha, em sàn qua sàn lại cho cái gì nhìn cái dáng á, toàn chỉnh sửa ha, cũng đều. Ủa có chỉnh sửa không anh hay để tàn tự nhiên? Ủa tàn tự nhiên hả? Tự nhiên. Rồi, sorry quý vị nha, tàn tự nhiên. À, cây tự nhiên nha. Em xem đế nè. Lâu lớn thì là tự nhiên, không có sửa chỉnh nha, chỉnh lòng, sửa lòng, gì lòng. Cây một cốt hết. Không có chỉnh sửa nha. Cây xương rất là dày. Từ gốc tới ngọn một cốt, gốc ngọn luôn, tàn thông luôn. Rồi đo giùm em cái cốt luôn. Hoành thân. Hoành thân em đó là 22. 22. Dạ. Rồi. Này cao quá. Chiều ngang nó là 1m6. Tán ngang 1m6 nha. À, cao nên tính mà trậu lên là 1m9. 1m9 2m. Cao tính mình trậu lên nha. Còn đứng dưới đất lên, đứng dưới đất nhìn lên rất là cao. Ừ anh nghe. À, cái này nằm trong chậu mấy anh? Này nằm trong chậu 7, chậu 8, chậu 7. Chậu 73 lọt lòng. Dạ. 80 đó. Rồi. Hũ bì 80. Chậu 8 nha. Rồi, mã số Zalo sao nữa? Mã số 12 em Zalo 3.4. 3.4. Dạ. Bao ship, bao chậu, bao ship 200 km. Giao chậu luôn. Bao ship, bao chậu. Dạ. Bao bông, bao nụ, bao hết. Bao nụ luôn. Bao nụ, bao bông luôn, bao. Bao tàn dày luôn. Rồi. Dạ. Rồi, mã số tiếp theo. Cây số 13. 13. Lô này cao bằng nhau hết. Chiều cao tầm 1m9 đó. Lô này anh có cả nhiêu cây anh? Lô này em còn nhiều. Nhiều dạ. Lô này em còn nhiều. Thoải mái luôn quý vị ơi. À. Quý vị nào lô muốn mua sỉ em còn tới cả trăm. Ồ. À. Quý vị nào muốn mua sỉ thì liên hệ. Anh nào muốn mua sỉ thì cứ liên hệ với em rồi em sẽ có cái điện thoại rồi tư vấn trực tiếp. Ừ. Mã số 13 này im nè quý vị. Dạ. Nụ rất là to nha. À, em đi nè. Dạ, thời điểm này nụ to ha, nụ vừa vừa là ok hết. Dạ. Nói chung là dàn nụ này nhỏ thì nó sẽ lớn lên, còn nụ lớn rồi nó sẽ già lại, nó sẽ vàng lại nằm đấy. Dạ. À, là tới mình lật lá là bung. Bung ha. Chứ lạc không lá là sợ bung. Là nó nụ lớn là nó nở sớm mà dạ. Nụ nhỏ nó không nở không phải. Sớm trễ là do mình lặt lá hả? Mình canh đó. Dạ. Canh nó cũng như canh giờ đẻ. Hoành 23. Hoành 23, mã dạ. Số 13 nha. Rồi, em đi xem một vòng cho quý vị xem cái đế này. Anh cứ đo tán ngang đi ạ. Tán ngang thứ dây bình cũng hết luôn đó là 1m6. Tán này bằng nhau hết. Cao tính từ miên chậu lên là 2m. 1m9, 2m vòng vòng đấy. Cây số 13 này em cũng giao lưu là 3.3. Bao chậu, bao ship 200 km. Bao bông, bao nụ. Cũng 3.3 luôn. Dạ. Cây này là anh em về lặt lá hơi muộn chút nha. Lặt lá sớm là đi trước hết nha. Cỡ 17, 18 ha lặt. Chứ đừng lặt 13, 14, 15 ha. 13, 14, 15 là lặt là đi hết á. Thì nếu mà quý vị nào mua của anh Út thì trước khi lặt lá gọi cho anh Út một cái ha. Ừ. Anh Út sẽ tư vấn cho. Rồi mã số tiếp theo anh. Cây tiếp theo là cây số 14. 14 nha. Nó cũng cùng một lô đó quý vị. Cùng một lô. Chủ yếu em cho quý vị xem cái hoành cái lại. Hoành nó cũng tương tác với nhau thôi. Với nụ rồi ha. Tại cùng một lô. Gì thôi. Ừ. Cây này là 22 hoành. 22. Dạ. À.
cái chậu thì nhìn gần nó như thế này thôi. À, như thế này. Tán ngang là 1,5 m. Rồi. Chiều cao nó tầm 2 m á, 2 m 21 cây này. Đó. Cây 14 mà to. Đủ quá đã luôn nè. Tàn xương rất là dày. Cái gì bỏ ra mà là anh sẽ chở tới nhà luôn. Cây số 21, ý là cây số 14 này em giao lưu 2,9 triệu. 2,9 triệu nha. Dạ. Nè, lên tới đọt luôn nè. Tới đọt luôn. Đó. Nè. Em qua bên đây nè, đợi chút nè. Đợi em quay dạ, cây 14 dạ. Kỹ cái. Đó, nụ nè. Anh nào lấy giá sỉ khoảng 50 cây là alo. Được cây tàn đẹp đồng hoàng cho mấy anh bán Tết. Cho lựa luôn ha. Lựa cho anh bán Tết mà. Còn là em bán cái giạc cũng được, không có gì chứ. Đó, rồi em đi ra ngoài nha. Dành lại cây 14 cái gì. Cây 14, 2,9 triệu đúng không anh? Dạ. 2,9 triệu. Rồi em mời cây kế bên. Cây 15. Tiếp tục luôn, cùng một lô. Rồi, em xem đế luôn. 15 hoành đó là 20. 20. Rồi. Tàn cái đó là 1m7. Nhỏ thân nhưng mà tàn bự. Nụ này thì nó không lớn bằng cây kia. Nhưng mà bọn cũng là bao bông anh. Lên rất là nhanh, đây đến Tết rất là nhanh nụ. Từ trong ra ngoài, xương dày. Rồi, giao lưu sao này? Cây số 15 này em giao lưu 2,8 triệu. 2,8 triệu. Dạ. Nè, em sàng qua sàng lại cho quý vị xem nha. Đó. Khi đứng yên á, nó bị cái cây phía sau nó che, không có thấy cái tán. Đó, em sàng qua sàng lại quý vị thấy ha. Đi vòng vòng là thua rồi đó. Cái cây kia nó chen rồi, đi vòng vòng là thua luôn. Tàn là không có lép đâu, khỏi lo, anh chị khỏi phải lo, tàn lép. Tàn rất rồi, cây tiếp theo ạ. Cây số 16. 16. Đó, cây này. Cây số 16. Thì quý vị kết nối Zalo với anh Út thì anh sẽ quay kỹ hơn, cây nào quý vị thích. Cây 16 này 22 hoành. 22. Ngang cũng tầm 1,7 m, cao khoảng 1,9 m, mình chậu tính lên. Cây số 16 này thì em giao lưu 2,9 triệu. 2,9 triệu, mã số 6. Bông nụ thì ok hết. Này dảo nha, dảo hột nha, 7, 8, 9 cánh, 10 cánh, 12 cánh hiếm. Đừng nói dảo là cây nào cũng là 12 cánh, không có, dảo hột này là không có 12 đâu. Nhưng mà dảo ghép là đảm bảo không? Dảo ghép là mới đảm bảo, như cái lô nhỏ đó. Mini đó, dầu ghép đó là đảm bảo. Như là mấy cây đầu clip đó quý vị là đảm bảo 12 cánh. Ba cái cây đầu clip. Dạ. Là dảo. Nghĩa là mình lựa cái cây mà 12 bông 12 rồi mình cắt rồi mình ghép anh. Đúng rồi. Biết chắc phải ha, biết chắc luôn. Còn mấy cái cây này là dảo hột nó lai hết trơn rồi. Rồi. Nó đâu có. Đó quý vị thấy nhìn cánh đâu. Cây này nụ như xương cá vậy quý vị. Này trên đọt luôn. Cây 16 nha. Cây số 16. Cây này im nè. Rồi em nhìn cái dáng bên đây nè. Số điện thoại của em là 0974123578. Zalo, Facebook em có một số 16. Thôi. Anh chị chơi thì cứ Facebook, Zalo gọi hoặc nhắn tin thì em sẽ trả lời lại. Rồi, em mời cây tiếp theo. Cây 17. Tiếp theo luôn. Cây 17. Cây 17 này cũng một cốt nha. Cốt này to. Rồi, em xem để luôn. 25 hoành. 25. Cây một cốt không à? Tán ngang cũng 1,7 m, 1,6 m, 1,7 m á. Cây này không có thời gian, có thời gian em vô dây nó ra 2 m mấy nha. Dạ. Đây này cái tàn nó vuốt lên.
Dạ. Nên đè cái tàn ra này mà vô dây cái là từ 2 mét mấy. Mà cây này vô dây 2 mét mấy là bán giá khác nữa. Ngang nó tầm 1 mét, cũng 1 mét 7, 7 cao tầm 2 mét, nó cũng cầm bằng nhau hết. Cây số 17 này em giao lưu 3 triệu 3. 3 triệu 3. Dạ. Rồi. Em mời cây tiếp theo. Rồi, cây 18. Cây 18 luôn. Rồi, có khoảng trống bên đây em nhìn hướng bên đây quý vị. Để em nghe, khoan dạ, hả? Dạ, đó, hướng bên đây. Số điện thoại của em là 0974123578. Vị rồi. Trí, vị trí nó là khu dân cư An Thới, phường Bù Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Anh chị có đến thì cứ tìm địa chỉ đấy. Dạ. Hoành 24. Hoành 24 nha. Dạ. Dạ. Cây này cũng một cốt, xương từ gốc tới ngọn dày. Ngang là cũng 1m7, cao tầm 2m2. Tính từ miệng chậu lên. Cây số 18 em giao lưu 3,4 triệu. Cây này vô dây mà đè tàn xuống là bẹt ra gì, cái nhìn cái cây khủng khiếp. Để em xem nụ cái nghe. Dàn nụ này thì thôi rồi. Xanh dờn. Đó. Xanh mà sung. Nhìn cái cành sa trên đọt giùm em nghe. Đó, nụ đó. Mỗi mắt lá là mỗi nụ. Rồi còn không anh? Còn. Rồi tiếp tục. Cây 19. Mã số 19. Cây 19 này thì em không thay chậu. Còn anh em muốn thay chậu thì tụi em thay cho. À, nghĩa là lên chậu đẹp á ha. Ừ. Cái này là chậu ghim quý vị. Mấy cây này thì lụn hơn mấy ông kia. Khoan khoan đợi em chút, em hạ cái ánh sáng xuống. Quá trời sáng rồi. Nắng sáng. Bị chói ông chủ. Gì thấy không? Thằng chỉnh sửa ha. Ừ. Có vô dây nè. À. Rồi em xem đến cái mà chỉnh sửa cái nó xà xuống dưới. Xem đến cái hoành 24. 24 cái gì vậy? Dạ. Dạ. Có đế nè, cái rễ lực ghê luôn. Tán ngang là 1m6. Dạ. Cao là 1m8. 1m9. Đợi em quay cái cốt. Cây số 19 em giao lưu 2,8 triệu. Bao xếp 200 km. Quá trời cha. Dạ. Đây, nụ nè. Nụ khỏi phải nói nè, em nói cái mấy lô cây nè, tụi em là bao nụ bao bông anh, từng cây một hết. Rồi em xem cái đế bên đây các nghe, rồi qua cây khác, hướng đối diện đó quý vị, gán chen vô đó quý vị, nhìn giùm em nghe. Mã số 19. Rồi còn không, tiếp tục. Rồi cái 20. Số 20. Mã số 20. Dạ. Rồi, em xem đế luôn. 20 hoành đây là 23. 23. Rồi. Tán ngang 1m5. Cao 2m. Cây số 20 em vô lưu 2,3 triệu. Bao xếp 200 km luôn. 2,3 triệu. À, bông nụ thì dày dày cứng á. Dày, đúng là dày thiệt. Cây nào cũng như cây nào. Yên tâm. Trên đợt nè. Rồi, cây tiếp theo. 21. Mã số 21.
Rồi em xem. Để lục. Mốt là cốt to nhưng mà tàn hơi yếu hơn các cây khác. 23 hoành. 23. Dạ. Tán ngang nó cũng tầm 1,5 m. Cao 1,7 m. Cây số 21 em giao lưu 2,1 triệu luôn. Quá dễ nhớ luôn. 200 km. Số 21. Cây này bông to nha. 2,1 triệu. Cây này bông to, nhiều cánh luôn. Cây này là bao bông bự, nhiều cánh, 9 cánh, 12 cánh. Nụ nó hơi thưa nách chút nhưng mà nở ra là kẹo cây luôn vì bông nó to. Rồi giao lưu sao đây? Cây này giao lưu 2,1 triệu. 2,1 triệu. Cây 21 giao lưu 2,1 triệu. À anh báo giá rồi mà em quên. Dạ. Cây 21 2,1 triệu. Này hướng bên đây nè quý vị. Rồi còn không anh ơi? Cây 22 cặp bên luôn. Cây này ha. Cây 22 này là cũng dảo luôn đó nha, dảo gặt đó nha. Cây dảo. Cây này là bông cũng 8-9 cánh, 12 cánh đó. Cặp này. Hoành của em đó là 23. Rồi, 23. Rồi. Tán ngang em nó cũng là 1,5 m, 1,6 m. Cao này 2 m. Cây 22 này em giao lưu 2,2 triệu luôn. 2,2 triệu luôn. Dạ. Tán thì nó hơi thưa nhưng mà nụ đồ là rất là dày. Bông này là bông to luôn. Bao bông to cây này luôn đó. Hai cây cuối bông to không? À. Đó, bây giờ thấy ha. Nụ dày. Cho em xem cái nữa nha. Rồi ha. Lên tới đợt luôn. Rồi. Cây tiếp theo anh. Còn không? Cây 23, cây cuối cùng của clip. Tiếp tục. Cây 23. Này nhìn từ xa là thấy nụ dữ lắm rồi quý vị, nhưng mà coi đế trước nha. Rồi em xem nụ sao. Cây 23 rồi. Này là sông khăn. Hai cây. Rồi anh đó luôn đi. Cây hoành 17. 17. Rồi. Đây nè, hai cây này quý vị. Đây. Hai gốc thôi nhưng mà có một đọt. À vậy hả? Ừ. À, dạ. Nó ôm ở trên, nó lên trên nó ôm vô thôi. À, chứ nó dạ. Có một đọt một thôi. Dạ. Cây này bề ngang là 1,7 m. Cao là 1,9 m. Nụ thôi khỏi chê. Ủa cây này. Như bắp gan. Nhìn từ xa là thấy nè. Đó, khỏi dạch luôn. Đó. Cây số 23 giao lưu 2,3 triệu luôn. 2,3 triệu. Cuối clip luôn. Nụ ở ngoài thì nhiều mà qua cái cam em sẽ nó không bằng. Quý vị nào mà có được nhìn á, cái nhìn ở bên ngoài á, coi mới đã. Đó thấy không? Coi trên nè, trời ơi cái nụ. Coi nè, ngón tay, coi ngón tay em nè nha. Ngón tay cái đó, nè quý vị thấy không? Nụ đó nó vậy đó. Nè, chỗ này cũng vậy đó. Trời trời. Thấy không? Đó, so với ngón tay á là quý vị sẽ thấy. Đó. Bự gì đó. To dữ thì chứ. Đến đọt nè. Nụ nó lớn lên là nó xe nó vàng là gì đó. Nó nằm đó nó chờ. Chờ mình lật lá thôi. Không có chờ gì. Lật lá là bung ha. Lật lá là bung.
Rồi chào bà con anh ơi. Rồi clip em hôm nay là 23 cây à, rất mong anh em gần xa ủng hộ. Dạ. Số điện thoại của anh ạ? Số điện thoại của em là 0974123578. Dạ. Số này Zalo và Facebook. Anh em cứ vô. Rồi anh em nào có nhu cầu sỉ để bán Tết thì cứ alo điện thoại. Dạ. Đó. Cây của em giờ còn là cả khoảng trăm ngoài. Dạ. Đó, thì cho nên là số lượng thì cũng hạn chế. Thì cho nên là anh em cứ alo, còn bao nhiêu chúng ta đáp ứng nhu cầu cho anh em nhiều. Dạ. Nha. Dạ. Dạ, xin cảm ơn tất cả các anh em ngày xa. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem buổi giới thiệu mai tại nhà vườn của anh Út ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và anh Út có nhu cầu bán sỉ đó quý vị. Quý vị có thể liên hệ anh Út để có giá sỉ nha. Có hàng trăm cây. À. Và lộ tại nhà anh Út nó lớn như thế này, quý vị đi xe tải thoải mái nha. Nếu có tới vườn để chở. Tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.